Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, không giống như nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhà máy hạt nhân Kursk của Nga vẫn đang hoạt động và nó không được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công quân sự. Vì thế, sẽ có rất nhiều nguy cơ tiềm mẩn nếu nhà máy bị tấn công. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Vào đầu tháng 10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV tại địa điểm cách nhà máy điện hạt nhân Kursk gần 5 km. Bất kể mục tiêu của vụ tấn công bằng UAV là gì, việc nhà máy có vị trí gần tiền tuyến là điều rất đáng lo ngại. Ông Andrei Kovalenko, một quan chức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Kiev đã tấn công nhà máy, đồng thời nhấn mạnh hoạt động như vậy là điều vô nghĩa. Blogger quân sự Roman Alekhin, Cố vấn cho quyền thống đốc vùng Kursk của Nga cũng nhận định, không có lý do gì để thổi bùng suy đoán rằng Ukraine đang nhắm vào nhà máy điện hạt nhân, vì nhắm mục tiêu vào đó là điều vô nghĩa. Dù vậy, vụ việc vẫn dóng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng vào nhà máy hạt nhân này sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch đột kích tỉnh Kursk của Nga từ hôm 6 tháng 8. Mặc dù các quan chức Nga tuyên bố nhà máy hoạt động bình thường, nhưng trên thực tế, nó không được bảo vệ hoàn toàn trước các cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Ông Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, bày tỏ lo ngại về khả năng nhà máy có thể bị tấn công trong chuyến thăm nơi đây vào tháng 8 năm 2024. Các nguồn tin thân cận với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử do chính phủ Nga sở hữu cũng như các chuyên gia độc lập đều có chung lo ngại này. Nhà máy Kursk khó chống đỡ trước cuộc tấn công quân sự. Ông Alexander Nikitin, cố vấn hạt nhân tại Quỹ môi trường Belona giải thích rằng trong quá trình thiết kế cho mọi cơ sở hạt nhân các kỹ sư phân tích cả sự cố nằm trong thiết kế cơ sở và ngoài thiết kế cơ sở ông alexander nikitin nhấn mạnh sự cố trong thiết kế cơ sở là những sự cố có thể xảy ra trong thực tế còn sự cố ngoài thiết kế cơ sở là những tình huống được coi là không thể xảy ra nhưng vẫn đưa vào phân tích khi xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ngay cả những tình huống ngoài thiết kế cơ sở cũng không hề tính đến các cuộc tấn công quân sự ông nikitin mô tả Tình hình hiện tại là một trường hợp khẩn cấp chưa từng có. Trang tin điều tra độc lập Vardarska dẫn một số nguồn thảo tin cho biết không có cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự nào, dù là nhà máy điện hạt nhân hay bất kỳ nhà máy điện nào khác, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Đáng chú ý, nhà máy điện hạt nhân Kozko được xây dựng cách đây 40 đến 50 năm, sử dụng vật liệu và công nghệ kém xa các tiêu chuẩn hiện nay. Các chuyên gia cho rằng các lò phản ứng và cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tương đối an toàn. Một số nhiên liệu được lưu trữ trong các thùng chứa bê tông cốt thép đặc biệt có khả năng chịu được những cú rơi từ độ cao lên đến 2 mét. Nhiên liệu đã qua sử dụng sau khi tách ra khỏi lò phản ứng hạt nhân được lưu trữ trong các bể làm mát, nơi nhiệt dư từ quá trình phân giá phóng xạ tiêu tan. Các bể này nằm tách biệt hoàn toàn với lò phản ứng, nhưng chỉ được bảo vệ tốt hơn một chút so với các tòa nhà dân sự kiên cố. Một nguồn tin của Rosatom lưu ý. Nguồn tin này cảnh báo việc phá hủy một cơ sở như vậy có thể dẫn đến thảm họa môi trường. Chuyên gia Nikitin cho rằng, tác động tiềm tàng của một cuộc tấn công như vậy tương đương với sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ việc sử dụng bom bẩn, tức là một loại bom nổ phát tán vật liệu phóng xạ mà không kích hoạt phản ứng dây chuyền hạt nhân. Cả ông Nikitin và các nhân viên của tập đoàn Rosatom đều cho rằng, hậu quả của một cuộc tấn công như vậy là rất khó lường vì còn nhiều ẩn số liên quan. Các lò phản ứng tại nhà máy Kursk được bảo vệ tương đối yếu và nếu bị pháo kích, chúng sẽ không thể chống đỡ được. Nga đang tìm mọi cách tránh nguy cơ rủi ro Nhà máy điện hạt nhân Kursk bắt đầu hoạt động từ năm 1976 và thành phố vệ tinh Kurchatov gần đó, thiết kế ban đầu tương tự như nhà máy hạt nhân Chernobyl và thành phố vệ tinh Pripyat. Sau thảm họa Chernobyl vào năm 1986, Nga đã nỗ lực hiện đại hóa các nhà máy hạt nhân tại Kursk, Leningrad và Smolensk, nhưng phần lớn những thay đổi này tập trung vào việc giảm thiểu các yếu tố nội bộ có khả năng gây ra sự cố. Theo Rosatom, những cải tiến này bao gồm việc loại bỏ tác động của con người đối với hệ thống an toàn của lò phản ứng và đảm bảo rằng các hệ thống này có thể hoạt động ngay cả trong trường hợp nhà máy bị mất điện hoàn toàn. Ông Alexander Nikitin bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ nhân viên của nhà máy. Đây là một đội ngũ đã được thành lập từ lâu và họ đang làm mọi cách để bám trụ lâu dài tại nhà máy. Họ được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng nhằm ứng phó với hầu hết mọi tình huống có thể xảy ra. Nhà máy điện hạt nhân Kursk ban đầu vận hành bốn lò phản ứng RBMK-1000, giống hệt như những lò phản ứng tại Chernobyl. Ngày nay chỉ còn một lò đang hoạt động, hai lò đã ngừng hoạt động và một lò đang được bảo dưỡng. Hiện Nga đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới mang tên Kursk-2 bên cạnh nhà máy cũ với bốn lò phản ứng to hiện đại. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến đưa vào hoạt động năm 2025. Các nhà máy điện hạt nhân mới hơn, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Kursk 2, được thiết kế để chịu được tác động trực tiếp của một vụ rơi máy bay. Tiêu chí này được đưa ra sau vụ tấn công khủng bố hôm 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Ông Nikitin nói với Vereska, những nhà máy mới hơn được xây dựng với bộ khung bảo vệ có thể chống chịu trước các vụ rơi máy bay chở khách lớn, nhưng nhà máy Kursk cũ thì không như vậy. Theo chuyên gia Nikitin, trong khi các thỏa thuận quốc tế coi những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân dân sự là điều không thể chấp nhận được, thì đây vẫn chỉ là khuyến nghị chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch. Ông Nikitin giải thích rằng các tài liệu này không đưa ra lệnh cấm rõ ràng mà chỉ kêu gọi kiềm chế các cuộc tấn công như vậy. Những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào cho thấy trách nhiệm ràng buộc đối với hành động tấn công cơ sở hạt nhân. Chuyên gia này lưu ý, nguy cơ xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Kursk có khả năng nguy hiểm hơn nhiều so với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, nơi từ lâu đã nằm trong vùng chiến sự. Nhà máy Zaporizhia hoàn toàn lạnh vì tất cả các lò phản ứng đã ngừng hoạt động. Nhưng tại Kursk, một lò phản ứng vẫn đang hoạt động, và điều đó thật đáng báo động, ông Nikitin nói các nguồn tin thân cận với rosatom cho biết rằng họ dựa vào nguồn lực của chính mình và bộ quốc phòng nga để bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân chúng tôi đang trang bị hệ thống phát điện và chống máy bay không người lái cho các cơ sở tại nhà máy và các hệ thống đó đã phát huy hiệu quả trong nhiều trường hợp quân đội đang thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng ukraine quân đội Nga đã chiếm được 2 phần 3 thành phố Toretsk, điểm quan sát chiến lược nhìn ra toàn bộ Donetsk, và việc kiểm soát Toretsk được đánh giá là một cột mốc cuối cùng để Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh này của Ukraine. Theo Đài Sputnik, lực lượng Nga đã chiếm được 2 phần 3 thành phố Toretsk thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi Nga tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Thông tin này do người đứng đầu khu vực do Nga bổ nhiệm Denis Pusilin nói với truyền thông Nga. Ông Pusilin nói thêm rằng, cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Kolovka dự kiến sẽ giảm sau khi Moscow kiểm soát toàn bộ Toretsk. Việc chiếm được thành phố Toretsk của lực lượng Nga sẽ rất quan trọng vì đây là điểm quan sát chiến lược nhìn sát toàn bộ Donetsk. Nhà phân tích quân sự người Nga Viktor Litokin giải thích với Sputnik rằng, Toresco là một trong những trung tâm khai thác than lớn và có những đống chất thải khổng lồ cao chót vót trên thảo nguyên xung quanh vùng ngoại ô. Vị đại tá đã nghỉ hưu lưu ý rằng ở độ cao 70 đến 80 mét, những đống chất thải này có thể được sử dụng để đảm bảo giám sát và kiểm soát toàn bộ khu vực này, không chỉ bằng thiết bị bay không người lái mà còn bằng các thiết bị quang học đơn giản. Ông Litovskyin chỉ ra, những đống chất thải này có thể được sử dụng làm các vị trí bắn cho súng pháo lính bắn tỉa, xả thủ súng máy và nói chung được sử dụng làm thành trì cho lực lượng tấn công của chúng tôi. Thành phố Toretsk là một trung tâm quan trọng về hỗ trợ hậu cần và chiến thuật cho các lực lượng của Ukraine. Chuyên gia Litovkin nhấn mạnh rằng, việc kiểm soát thành phố sẽ làm suy yếu cơ hội đưa quân dự bị vào của quân đội Ukraine và cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu, dầu máy và thực phẩm của họ. Ông Litovkin nói, nếu nguồn cung cấp bị gián đoạn thì tiền tuyến sẽ hết đạn dược, nhiên liệu cho xe cơ giới, xe tăng, xe bóng thép cho quân. Quân đội Ukraine sẽ không còn đạn dược, bất động và bắt đầu phải chịu thất bại này đến thất bại khác, dẫn đến tinh thần trong hàng ngũ sản sút. Do đó họ có thể bị bao vây, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Litovkin dự đoán, một số đơn vị có thể coi đầu hàng là cơ hội duy nhất để sống sót. Theo chuyên gia quân sự Nga, việc chiếm được Toretsk sẽ mở đường cho lực lượng Nga tới Snedoye, Kramatorsk và hoàn toàn kiểm soát tỉnh Donetsk. Kramatorsk là thành phố chính, vẫn do lực lượng của Ukraine nắm giữ và việc chiếm giữ được thành phố này sẽ báo hiệu sự kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong khi đó, theo truyền thông Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút một phần khỏi Toretsk. Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin cho biết tình hình quân địch ở Toretsk khá tệ, họ lại buộc phải chạy trốn. Bây giờ một số đơn vị đã phải rút lui một phần khỏi thành phố. Chính phủ nga hoặc Ukraine vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về diễn biến này. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Ukraine tại Toretsk cho biết trong tuần trước lực lượng nga đã chiếm được 10 đến 60% thành phố. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình bấp bênh của thành phố vào tuần trước nói rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến vào phía tây thành phố sau khi chiếm được phía đông. Điều gì khiến quân đội Ukraine đang phải từ bỏ Toretsk? Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova và các nhà phân tích quân sự mà tờ Kiev Independent đã trao đổi, các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân đội, vũ khí và đạn dược ở Toretsk, thành phố trên đồi cao, vốn đã thoát khỏi giao tranh trong phần lớn cuộc xung đột cho đến tháng 6 năm nay. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhail Zirokov nói, Tình hình rất tệ và nếu như bộ chỉ huy của chúng tôi không gửi quân sự bị đến trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là thảm khốc. Ông Zirokov nói thêm, Chúng tôi hiện đang ở mùa thu và người Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi và không thể tổ chức hậu cần, cuộc tấn công của họ sẽ dừng lại. Vì vậy, trong lúc thời tiết ít nhiều còn ổn, họ đang cố gắng chiếm giữ càng nhiều càng tốt. Tờ New York Times cũng đưa tin, việc mất nhanh chóng các vị trí phòng thủ của Ukraine bên ngoài thành phố Torres đã do các cuộc tấn công liên tục của Nga trong bối cảnh các chỉ huy Ukraine mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, được cho là quyết định luân chuyển quân ở cơ hồi đầu tháng 6. Theo tìm hiểu của New York Times, trong quá trình vận chuyển, lữ đoàn cơ giới số 41 của quân đội Ukraine đã di chuyển từ thành phố Chasovsa để lãnh trách nhiệm chỉ huy khu vực Toretsk thay vì lữ đoàn 24 được triển khai đến Chasovsa. Sau đó, người ta nhận ra rằng lữ đoàn 41 không sẵn sàng để bảo vệ Toretsk vì không hiểu rõ địa hình. Chỉ huy lữ đoàn cũng bị chỉ trích vì ban hành các mệnh lệnh không rõ ràng và không phản ứng nhanh với tình hình đang thay đổi. Theo tờ The New York Times, Tầm quan trọng về mặt chiến lược của thành phố này liên quan đến thực tế là việc Toresk sụp đổ có thể làm phức tạp thêm công tác hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine tại tiền tuyến phía đông. Việc quân đội Ukraine rút lui hoàn toàn khỏi Toresk sẽ đánh dấu thành công lớn thứ hai của quân đội Nga trong vòng một tháng sau khi chiếm được thành phố chiến lược Vuleda hồi đầu tháng này. Trong một diễn biến đáng chú ý, tại mặt trận Kursk, các lực lượng Nga đã giành lại nhiều ngôi làng và mảnh đất mà Ukraine chiếm được trong cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Những bước tiến này của Nga có thể xóa tan hy vọng của Kiev về việc ép Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Cụ thể, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát đối với một số ngôi làng ở vùng biên giới phía tây của nước này mà Ukraine đột kích vào cuối mùa hè năm 2024. Đà thắng lợi của Nga có khả năng ngăn chặn ý đồ của Ukraine định sử dụng vùng đất chiến lược ở Kursk làm lá bài mặc cả trên màn thương lượng. Trong những ngày gần đây, quân Nga đã gia tăng các nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khúc lồi mà họ tạo ra bên trong tỉnh Kursk của Nga. Họ đã mở vài cuộc tiến công do xe thiết giáp dẫn đầu. Bản đồ chiến trường do một số nhóm độc lập biên soạn sử dụng hình ảnh vệ tinh và video chiến sự cho thấy, lực lượng Nga đã chọc được vào gờ phía tây của khúc lồi do Ukraine tạo ra tại Kursk, chiếm lại ít nhất ba ngôi làng. Deep State, một nhóm có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine và chuyên phân tích video chiến sự nhận định mới đây. Nói chung, tình hình ở Kursk không được tốt lắm. Các lực lượng Ukraine đang áp dụng các biện pháp ổn định tình hình, nhưng cực kỳ khó giành lại những nơi đã mất Emin Kastelemi, nhà phân tích quân sự cho nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan nhận định rằng một số nhân tố thuộc các đơn vị Nga đã cố gắng tiến tương đối xa và sau lưng quân Ukraine, từ đó gây ra nhiều vấn đề và tổn thất cho phía Ukraine. Nhóm Blackbird cho hay, lực lượng Ukraine hiện giờ chỉ còn kiểm soát được 777 km vuông so với 1.000 km vuông họ giành được vào đầu chiến dịch đột kích Kursk hồi đầu tháng 8 năm 2024. Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk với hai mục tiêu chính, Thứ nhất là ép Nga phải điều bớt quân khỏi những nơi khác để chống trả quân Ukraine ở Kursk, từ đó làm giảm áp lực lên lực lượng Ukraine ở miền Đông. Thứ hai là chiếm lãnh thổ của Nga để dùng làm lá bài mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán. Mục tiêu thứ nhất cho đến nay được coi là thất bại. Điền Kremlin vẫn chủ yếu triển khai lực lượng dự bị trong nước ra mặt trận Kursk. Còn tại miền Đông, quân Nga vẫn gia tăng áp lực tấn công. Giới chức Kiev đang mong mỏi nhiều ở mục tiêu thứ hai, coi đó là một phần trong kế hoạch chiến thắng của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky xem chiến dịch Kursk là một trong những giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng mỗi thắng lợi mới của Nga tại Kursk lại càng làm suy yếu giá trị của lá bài mặc cả này. Nhà phân tích Kastelemy cho biết, những cuộc phản kích của Nga liên tục làm giảm tầm quan trọng chính trị của khu vực do Ukraine kiểm soát bên trong Kursk. Nếu xu hướng này tiếp diễn, phía Ukraine có thể sẽ phải cần xem xét lại sự hiện diện của họ trong khu vực và tương lai của toàn bộ chiến dịch Kursk. quân đội Nga vừa dùng một máy bay không người lái UAV triệt hạ pháo tự hành 2S-22 Bogdana 155mm của Ukraine tại khu vực gần làng Novovanovka ở vùng Zaporizhia. Đoạn video do quân đội Nga công bố ghi lại cảnh lính Ukraine đã giấu khẩu pháo tự hành trong một rừng cây. Tuy nhiên, UAV Nga vẫn phát hiện ra khẩu pháo và triệt hạ nó sau một đòn tấn công duy nhất theo một nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng cầm quyền đầy tớ nhân dân, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, dự kiến ngày 16 tháng 10 theo giờ địa phương sẽ trình bày trước với Rada, Quốc hội, kế hoạch chiến thắng. Theo báo Mỹ, kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky dựa trên việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và nhận được hỗ trợ quân sự lớn hơn nhiều mà không còn những hạn chế như hiện nay. Điều này cũng bao gồm việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các tên lửa này cũng phải được cung cấp với số lượng lớn, Trước đó, cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, kế hoạch chiến thắng của Ukraine bao gồm việc nhận được một số lượng đáng kể tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Theo ông, đây sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, ông Podolyak nhấn mạnh Kiev đang tích cực làm việc để có thêm nguồn cung cấp loại vũ khí này từ các đối tác phương Tây. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới phái bộ Ukraine của Liên minh tại West Baden Đức, Tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không lùi bước trước những mối đe dọa của Nga, mà vẫn tiếp tục ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ. Ông Mark Rutte nhấn mạnh, thông điệp gửi đến Nga là chúng tôi sẽ tiếp tục, rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo Nga sẽ không đạt được mục đích của mình, rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Ông Rutte cho biết NATO cần có đầy đủ các năng lực cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga. Chúng tôi là NATO, chúng tôi là liên minh phòng thủ, chúng tôi không tấn công, chúng tôi không quan tâm đến việc chiếm giữ bất kỳ phần nào của bất kỳ quốc gia nào khác bên ngoài lãnh thổ NATO. Là liên minh dân chủ, liên minh quân sự mạnh nhất trong lịch sử thế giới, phục vụ một tỷ người, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào, chúng tôi sẽ không bao giờ bị đối thủ đe dọa. Theo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố mới đây, tình trạng mất điện ở Ukraine có thể kéo dài 20 giờ mỗi ngày trong mùa đông tới, Báo cáo nhấn mạnh tình trạng mất điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, nơi hệ thống năng lượng được kết nối chặt chẽ và thường điều chỉnh nguồn cung cấp hệ thống sưởi, nước nóng và điện thông qua một hệ thống duy nhất. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko thông báo Ukraine đã mất một nửa công suất phát điện. Ông ước tính công suất còn lại sẽ không đủ để Ukraine tồn tại qua mùa đông, trong khi điện nhập khẩu sẽ không bù đắp được mức thiếu hụt hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine đã thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Kalushenko cho biết, các nhà máy điện đang vận hành ở Ukraine đã hoạt động ở công suất tối đa và nhà điều hành lưới điện nước này buộc phải kích hoạt tình trạng mất điện khẩn cấp. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 10 tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Levatne ở Zabrizia. Tuyên bố được đưa ra sau khi Kiev cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng cường tấn công tỉnh Zabrizia, bên cạnh các hoạt động ở Donbass. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cũng xác nhận quân đội Nga đã nối lại các hoạt động tấn công ở danh giới Donetsk, Zaporizhia và đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Tuy nhiên những nỗ lực này bị hạn chế, chỉ mang lại một số thành công chiến thuật nhỏ. ISVK nhận định đây dường như không phải là một phần của nỗ lực tấn công tác chiến quy mô lớn, cũng không phải là kết quả của bước đột phá đột ngột. Có khả năng lực lượng Nga đang khuấy động tình hình ở phía Nam để chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các hoạt động tấn công chính của Nga ở Donetsk, từ đó giúp kìm chân quân đội Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam và ngăn họ tái triển khai để hỗ trợ phòng thủ ở Donetsk. Đồng quan điểm, Vladislav Volosin, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam, bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã phát động một chiến dịch lớn vào khu vực này, cho rằng Nga chỉ đang thực hiện các cuộc tấn công cục bộ. Khi được hỏi về việc Nga được cho là giành quyền kiểm soát làng Levadne, ông Volosin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng, và mỗi bên đều có thể giành lại thế chủ động. Ngày 14 tháng 10, bộ phận truyền thông không quân của Kyiv xác nhận rằng người Nga đã không tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed vào đêm 13, 14 tháng 10. Yuri Inat, quyền trưởng phòng truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân cho biết, đây là lần đầu tiên trong 48 ngày qua không có bất kỳ cuộc tấn công nào của máy bay không người lái Shahed vào ban đêm. Trong khi đó, không quân không bình luận về nguyên nhân có thể khiến người Nga đột nhiên im lặng. Đầu tháng 10, ông Inat cho biết lực lượng chiếm đóng của Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái, loại không xác định. Chúng thường bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine chặn lại và rơi xuống đất mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Trong một diễn biến đáng chú ý, việc Nga tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng có thể làm tê liệt phần còn lại của ngành công nghiệp thép Ukraine. Theo tờ The Economist, là một nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng, thành phố Pokrovsk ở Donbass đóng vai trò là trung tâm tiếp tế và tăng viện quan trọng cho quân đội tiền tuyến của Ukraine. Tuy nhiên, có một yếu tố khác làm tăng thêm tầm quan trọng sống còn của khu vực này. Ở phía tây nam của thành phố này là mỏ Krasnoamayskaya, Zapadnaya số 1, nơi có trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn than Lượng than này được sử dụng để nấu chảy quặng sắt, rất quan trọng để duy trì hoạt động cho ngành luyện kim của Ukraine. Tờ The Economist nhận định, quân đội Nga thậm chí không cần kiểm soát mỏ than để bóp nghẹt ngành công nghiệp thép còn lại của Ukraine, vì chỉ cần cắt nguồn cung điện và pháo kích vào con đường chính được sử dụng để vận chuyển than về phía tây đến các nhà máy thép còn lại là đủ. Giới chuyên gia cũng nhận định, việc mất mỏ than có thể giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và ngành năng lượng của Ukraine vốn đã bị suy yếu do cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi với Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra những cảnh báo đanh thép sau khi tướng Ba Lan đưa ra kịch bản tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tấn công tầm xa vào thành phố Saint Petersburg. Tuần trước, cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Raimund tuyên bố Vác và các đồng minh sẽ tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào thành phố Saint Petersburg của Nga nếu Moscow tấn công bất cứ quốc gia NATO nào giáp với Nga. Đáp lại tuyên bố của tướng về hưu Ba Lan, ông Medvedev đã nhắc lại các cuộc phân chia lịch sử của Ba Lan vào thế kỷ 18 và 19, nhấn mạnh rằng quốc gia này đã từng là một phần của Nga. Ông Medvedev tuyên bố, ông ấy nên nhớ lại nhiều lần phân chia Ba Lan và để yên cho những con thú đang ngủ. Vác từng là một phần của đế chế Nga, ông còn nhớ hay không? Phát biểu tại Hội nghị Bảo vệ Baltic ở Litva, cựu tổng tham mưu trưởng Ba Lan Andrzejczak cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với tình hình an ninh khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là với những quốc gia có chung biên giới với Nga. Ông Andrzejczak cho rằng Nga nên bị răn đe để không thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng.